Làm gì vậy? Bộ con gái tôi ế chồng mà vui lắm sao? Làm không biết cả tháng nay rồi thiệt. Mở hội kén rẻ thôi mà thiệt, không có ai tới hết. Con gái mình sao giờ này mất giá gì vậy trời thiệt. Nản thiệt nản. Trời ơi, ơn trời, còn có một người tới kìa trời. Mời vào, mời vào. Dạ chào tù trưởng. Dạ chào tù trưởng. Chúc tù trưởng vạn sự như ý. Chúc tù trưởng vạn sự như ý. Happy New Year. Happy New Year. Ủa chưa Tết mà. Dạ chúc trước cho nó hên. Dạ chúc trước cho nó hên. À cảm ơn nhà ngươi rất nhiều. À mời nhà ngươi ngồi. Dạ. Dạ. Ngồi cái tứ tôi nghi lắm á, không biết cưới gái tôi về làm gì đây nữa. Ngươi cho ta hỏi một câu là ngươi tới đây bằng phương tiện gì vậy? Dạ kính thưa tù trưởng. Dạ kính thưa tù trưởng. Tôi tới đây bằng phương tiện vô cùng thông minh và hiện đại. Tôi đến đây bằng một phương tiện rất thông minh và hiện đại. Người ta có siêu nhân. Người ta có siêu nhân. Siêu thị. Siêu thị. Tôi có siêu thú. Tôi có siêu thú. Thú của ta đâu? Thú của ta đâu? Ngồi xuống con. Con ngồi xuống. Ngồi xuống. Bốn chân con. Bốn chân con. Thú của ta có thể bắt chước ta làm nhiều động tác. Thú của ta có thể bắt chước ta làm nhiều động tác. Wow. 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 Thú của ta là con cọp. Thú của ta là con cọp. Nhưng có thể sủa tiếng chó. Nhưng có thể... Nhưng có thể sủa tiếng chó. Vô. Wow, 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 wow. Sủa đi con. Wow, wow. À, hay quá. Đây. Này. Con. Con. Mấy tuổi rồi? Mấy tuổi rồi? Ngâm củi. Con cọp phải biết nói tiếng người. Chỉ gật đầu thôi. 5 tuổi đúng không? 5 tuổi đúng không? Gật đầu đi con. Gật đầu đi con. Thôi được rồi. Vô trong ăn đi. Lát tao dắt đi siêu thị chơi. Rồi được rồi. Vô trong ăn đi. Lát tao dắt đi siêu thị. Vô đi con. Vô đi. Vô đi. Vô đi con. Ngươi có thể kêu thú ngươi vô giùm ta được không? Dạ được. Chiêm ngưỡng là một lần nữa. À. Dạ được. Cọp ơi. Cọp. Cọp ơi. Cọp. Đây. Đây. Cọp đâu? Cọp ơi. Cọp. Cọp ơi. Cọp. Dạ để tôi bắt ngươi vô. Cọp ơi. Cọp ơi. Con cọp mà làm như con chó. Cọp ơi, con đâu rồi? Hãy về lấy với mẹ nào. Cọp ơi. Oh, ai có giấu con cọp của em không? Đâu, con cọp có ở dưới không nào? Oh, con bươm bươm. Mấy con cọp. Ai giấu con bươm cọp của tôi? Ai giấu? À, thì ra một bánh bèo dám cướp gặp ta. Tại sao của ta? Con cọp của ta. Cái gì vậy? Cọp của người ta. Thôi chết con cọp của người ta. Cái cọp của em. Hay lắm. Các ngươi hay lắm. Hãy trả con cọp về cho rừng của nó đi. Tìm được cọp ngươi chưa? Dạ thằng đã tìm được con cọp của mình. Để rồi. Để nó ngồi lại ngay ngắn đi. Ngồi giống ở đây chưa? Cọp, hát cho ta nghe đi con. Cọp, hát cho ta nghe đi con. Kìa con bốn vàng, kìa con bốn vàng. Xe đôi cánh, xe đôi cánh.
con bướm bay bay. Thôi thuộc rồi. Không cứ hát đi. Hát đi cọp. Hát đi con. Cọp ơi. Cọp ơi. Thế bây giờ con cọp hát trong lòng tiếng nha. Rồi. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng, xòe đôi cánh, xòe đôi cánh, bướm bướm bay đôi ba vòng, bướm bướm bay đôi ba vòng, em là cọp, cọp là em. Ta sẽ đưa ngươi vô sở thú để xác định lại loài giống. Ta sẽ đưa ngươi vô sở thú để xác định lên loài giống. Con cọp mà hát con bướm là sao? Con cọp mà hát con bướm là sao? Đi vô đi. Đi vô đi. À, bây giờ như vậy. À, rể của ta là ta phải muốn là một chàng rể có thể là tài ba lỗi lạc, có thể là cầm kỳ thi họa, là võ công gọi là đầy đủ hết. Ngươi có thể múa cho ta coi một đường đao được không? Thưa tù trưởng. Thưa tù trưởng. Đối với ta mà nói. Đối với ta mà nói. Múa đao quá đơn giản. Múa đao quá đơn giản. Đây, đao ta cất trong đây. Ha ha, ta đã có đao. Ha ha ha, ta đã có đao. Cưng lên. Ngươi lấy đao ngươi đi. Hãy xem đây. Hãy xem đây. Hãy xem đây. Hãy xem đây. Ta đang xem từ nãy giờ đây. Thấy cái gì đâu? Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, cắm ở ngoài ông nội. Lại lại lại. Đao ta chém sắc như chém bùn. Người đâu? Mang đá. Thưa tù trưởng. Nói. Thời tiết này không nên uống nước đá đau cổ họng. Thưa tù trưởng, thời tiết này không nên uống nước đá viêm họng. Ôi cục đá thân thương. Ôi cục đá thân thương. Làm sao ta có thể chém nhà ngươi được? Làm sao ta có thể chém nhà ngươi được? Ôi cục đá thân thương. Cục đá thân thương. Yêu thương lắm. Yêu thương lắm. Đá là nền tảng. Đá là nền tảng. Là nền tảng của thiên nhiên. Là nền tảng của thiên nhiên. Là núi rừng. Là núi rừng. Ta phải ôm nó vào lòng. Ta... ta phải ôm nó vào lòng. Ôi, ôi lạnh quá. Ta muốn ngủ một giấc thật lâu. Ôi, ta muốn ngủ một giấc thật lâu. Đá ơi, đá ơi, hãy về với ta. Đá ơi, hãy về với ta. Ôi, ôi,
Tảng đá thân thương. Tảng đá thân thương. Tựa như đứa con đầu lòng. Hỡi đứa con đầu lòng. Ta ôm ấp và vỗ về. Ta ôm ấp và vỗ về. Ôi. Ôi. Nhìn cục đá. Nhìn cục đá. Như nguồn thức ăn bao la rộng lớn. Như nguồn thức ăn bao la rộng lớn. Oh yeah. Ôi đá ơi. Oh yeah. Không thể chờ đợi được nữa. Không thể chờ đợi được nữa. Hỡi thần linh ơi. Hỡi vàng ơi. Thần linh. Hỡi thần linh ơi. Xa đá một giây đời ta như cạn khô. Xa đá một giây đời ta như cạn khô. Ta lại ôm đá vào lòng. Cạn khô. Ta lại ôm đá vào lòng. Ôi, ôi, sức mạnh đã trở về rồi. Ôi, 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 ôi. Sức mạnh đã trở về rồi. Đá ơi đá. Đá ơi đá. Đá là mẹ của thiên nhiên. Đá là mẹ của thiên nhiên. Ôi, ta sẽ đùa giỡn với đá thôi. Ta sẽ đùa giỡn với mày thôi. Đá ơi. Đá ơi. Đá ơi! Đá ơi! Đá ơi! Đá ơi! Đá ơi! Ta không chờ đợi được nữa! Đá! Cái đau ở dưới kìa! Ta không chờ đợi được nữa! Ta không chờ đợi được nữa. Đá ơi. Ta không chờ đợi được nữa. Đá ơi. Ta nghĩ là nhà ngươi kia tới sát rồi đó, cũng không có ơi đâu. Ta cảm thấy mệt quá rồi. Đá ơi. Ôi đá ơi, ta có lỗi nhà ngươi bao năm qua, ta hận ta lắm. Đá ơi, thời gian qua, ta cảm thấy ta có lỗi với ngươi lắm. Ôi đá ơi, làm sao xa đá được, ô đá ơi. Đừng cầu cứu, đừng van xin. Ôi đá ơi, làm sao ta có thể xa đá được. Ta yêu nhau nhà đá ơi. Ta sẽ ngồi yên vị để nói chuyện với tù trưởng từ đây đến cuối cuộc đời. Ta sẽ ngồi yên vị của tù trưởng từ đây đến cuối cuộc đời. Chúng ta nói chuyện tiếp. Tù trưởng ơi, ta sẽ ngồi đây và nói chuyện đến suốt cuộc đời. Ồ, cái này ta phải hiểu sự gọi là tê tái và heo mây. Thật là tội nghiệp thằng nhỏ. Rồi, bây giờ như thế này, ta cảm thấy tù trưởng ơi, tù trưởng ơi, xin người cứ nói chậm thôi. Tên người cứ nói chậm thôi. Bây giờ như thế. Này, ta cảm thấy hai người rất là tai. Chương trình cũng sắp hết giờ rồi, lẹ đi tù trưởng. Giỏi. Còn lâu lắm. Mời con gái của ta. Một con gái đẹp, thùy mị, nết na. Tuổi tròn 18. Trời ơi. Trời ơi. Mời. À,
thư. Tiểu thư. Tiểu thư ơi. Tiểu thư ơi. Như cái chức quyết không buông đá. Tiểu thư ơi. Trơn quá đi. Trượt băng nghệ thuật trời. Tiểu thư ơi. Tiểu thư ơi. Nàng đẹp quá. Nàng đẹp quá. Người nói mà không có tâm. Nàng đẹp quá. Ta biết ta đẹp mà. Ta biết ta đẹp mà. Trời ơi. Dáng của nàng thon thả quá. Dáng của nàng thon thả quá. Ta biết ta ốm lắm. Lạnh quá. Ta còn ốm lắm. Thôi hãy ngồi xuống đây bên cạnh ta. Thôi hãy ngồi xuống đây bên cạnh ta. Hãy tựa vào vai ta. Hãy tựa vào vai ta. Ôi nàng thật là bé bỏng. Nàng thật là bé bỏng. Ta rất thương nàng. Ta rất thương nàng. Ta có một món quà muốn tặng cho chàng. Ta có một món quà muốn tặng cho chàng. Vậy ư? Vậy ư? Ừ. Xin mời. Xin mời. Ta đã chuẩn bị một chiếc áo dành tặng cho chàng. Ta đã chuẩn bị một chiếc áo dành tặng cho chàng. Ồ. Ồ. Một chiếc áo choàng dành tặng cho chàng. Ôi, chiếc áo thật là đẹp. Thật là vừa với người của ta, chiếc áo choàng. Chiếc áo thật là đẹp, thật là vừa với ta. Ta nghe nói chàng là một thiện xạ bắn cung rất là giỏi. Ta nghe nói chàng là một thiện xạ bắn cung rất là giỏi. Ta bắn đầu trúng đó. Ta bắn đầu trúng đó. Chàng có thể bắn cho ta coi được không? Được chứ. Chàng được. Có thể bắn ta coi được không? Được chứ. Vậy thì ta sẽ làm bia để cho chàng bắn nha. Vậy cũng sẽ làm bắn cho chàng bắn. Đây. Đây là cung tên của chàng. Đây là cung tên của chàng. Xí xí, trước khi cái này cho ta né một quanh. Ta không sao. Hãy bắn ta đi. Từ từ, từ từ, từ từ nha. Cái này ta gọi là chết oan. Rồi. Chàng ơi, hãy bắn đi. Bắn nhiệt tình đi. Trời ơi. Bắn nhiệt tình vào nha. Nhưng chàng. Nàng ơi. Nhưng nàng ơi. Nàng muốn ta bắn. Nàng muốn ta bắn. Đúng. Vào. Đâu. Vào. Đâu. Vào trái bưởi của ta. Vào cái trái bưởi của ta. Chuẩn bị. Chuẩn bị. Học. Một. Hai. Ba. Hai. Ba. Hai. Lên. Lên. Ba. Ôi. Ôi. Thật là độc đáo. Thật là độc đáo. Ôi nàng ơi. Ôi nàng. Yêu ơi. Nàng quá. Ta yêu nàng quá đâu. Ôi. Nàng ơi. Ta yêu. Nàng. Trời ơi. Hay quá. Hay quá. Thưa tù trưởng. Dạ thưa tù trưởng. Nếu như tù trưởng đồng ý. Nếu như tù trưởng đồng ý. Cho con làm rể nhà này. Cho con làm rể nhà này. Thì con xin. Thì con xin. Mạn phép. Mạn phép. Hung cô dâu một cái. Đồ. Đồ. Hôn cô dâu một cái. À. Có dấu thon luôn kìa. Để tôi qua tôi làm chứng. Chứng minh cho tình yêu này. À. Tự nhiên ta hết quan thịt hột dịch luôn.
Rồi thôi được rồi, ta đồng ý gả con gái của ta cho nhà ngươi. Bây giờ hai người cùng nhau trượt xuống dưới chân núi cho ta. Hãy chăm sóc con gái ta đàng hoàng nha. Trời ơi. Ôi. Được luôn hả?